Và chào mừng các bạn đã đến với ngày thứ 26 của chuỗi video về chồng răng implant. Phụ nữ có một số yếu tố sinh lý đặc biệt cần được xem xét khi cấy ghép implant. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những điều cần lưu ý đặc biệt ở phụ nữ khi thực hiện cấy ghép implant. Thứ nhất là tác động của hormone đến cấy ghép implant. Thay đổi hormone, phụ nữ trải qua nhiều giai đoạn thay đổi hormone trong đời như là chu kỳ kinh nguyệt, mang thai, mãn kinh. Những cái thay đổi này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và đặc biệt là tình trạng níu, tình trạng lợi, làm tăng nguy cơ viêm níu và ảnh hưởng đến quá trình cấy ghép implant. Thứ hai, nó là quá trình mang thai. Phụ nữ mang thai không nên thực hiện cấy ghép implant, đương nhiên rồi, do nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. Và ngoài ra là sự thay đổi hormone trong thai kỳ có thể làm cho níu dễ bị viêm nhiễm hơn và gây ra biến chứng sau khi mà phẫu thuật cấy ghép implant. Cái gây implant và tình trạng mãn kinh. Tình trạng xương ở phụ nữ sau mãn kinh thường có nguy cơ loãng xương cao hơn, ảnh hưởng đến mật độ xương hàm và khả năng tích hợp của implant. Bác sĩ có thể đề xuất các biện pháp như là ghép xương hoặc sử dụng thuốc hỗ trợ tăng cường mật độ xương trước khi thực hiện cấy ghép implant. Tiếp theo là sử dụng các liệu pháp hormone. Một số phụ nữ sau khi mãn kinh thì sử dụng cái liệu pháp hormone thay thế như HRT để giảm các triệu chứng mãn kinh. Tuy nhiên, liệu pháp này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và cần được thảo luận kỹ lưỡng với bác sĩ trước khi cấy ghép. Các yếu tố khác cần lưu ý như là sử dụng thuốc tránh thai. Một số nghiên cứu cho thấy rằng thuốc tránh thai có thể ảnh hưởng đến cái tình trạng níu, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, và phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai cần thông báo cho bác sĩ để được tư vấn và chăm sóc phù hợp trước khi mà chúng ta tiến hành cấy ghép. Tiếp theo đó là chăm sóc răng miệng đặc biệt. Phụ nữ thì cần chú ý đến việc chăm sóc răng miệng hàng ngày, đặc biệt là những giai đoạn có thay đổi hormone như là chu kỳ kinh nguyệt. Điều này bao gồm việc vệ sinh răng miệng kỹ lưỡng, sử dụng chỉ nha khoa, nước súc miệng, tăm nước và tái khám định kỳ để ngăn ngừa viêm nhiễm. Như vậy thì cấy ghép implant của phụ nữ cần có những lưu ý đặc biệt do sự thay đổi hormone và các yếu tố sinh lý khác. Hãy luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên gia để được giải pháp an toàn và hiệu quả nhất các chị em nhé. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấy ghép implant ở nam giới có gì khác biệt so với phụ nữ. Đừng bỏ lỡ video của ngày tiếp theo nhé. Xin chào.